Rồi xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay mình làm clip hướng dẫn cho bạn mới tập chơi thôi nha. Cách phân biệt giữa hai cái loại tùng đều là tùng kim cương hết luôn nha bạn. Đó, đều là tùng kim cương nhưng mà nó khác nhau giữa hai cái giống. Đó, một loại thứ nhất là tùng kim cương đây, đang ở trên tay của mình đây là tùng kim cương nữ hoàng. Đó, anh em đặt tên là tùng kim cương nữ hoàng. Còn cái loại thứ hai đó là tùng kim cương mỡ gà. Đó, kim cương mỡ gà thì trên thị trường Việt Nam nó có rất là lâu rồi. Đó, hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều. Đó, còn hàng tùng kim cương nữ hoàng này là rất là ít luôn nha bạn, số lượng không có nhiều nha. Đó, mấy bạn có nhu cầu mua cây giống tùng kim cương nữ hoàng này thì cứ alo mình nha. 200k một cây giống như thế này nha bạn, cây cao khoảng 10 đến 12 cm, 200k một cây. Anh em nào mua hai cây em bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đó, 200k một cây, chủ yếu bán về cho anh em nhân giống thôi, em lấy giống thôi nha. Cái dòng này trên thị trường chưa có cây lớn nhiều nha. Đó, tùng kim cương nữ hoàng nha anh em. Đó, nó khác nhau đó với tùng kim cương mỡ gà nè. Tùng kim cương nữ hoàng thì nó xanh đậm hơn nha anh em. Đó, nó xanh đậm hơn, lá nó nhặt hơn rất là nhiều so với tùng kim cương nữ mỡ gà. Đó, tùng kim cương nữ hoàng nó lá nó xanh đậm và màu của nó mà và nó nhạt hơn rất là nhiều so với tùng kim cương mỡ gà. Còn cái bề ngang của cái lá tùng kim cương nữ hoàng các bạn, cái bề ngang này nè, bề ngang này thì nó lớn hơn bề ngang của tùng kim cương mỡ gà nha. Đó, thằng này thì bề ngang nó lớn hơn nhưng được đổi lại được cái là lá nó nhạt hơn rất là nhiều. Mấy bạn nuôi, mấy bạn càng đài á thì lá nó càng nhạt nha. Đó, nó nhạt gấp mấy lần so với hàng tùng kim cương mỡ gà này luôn. Hai loại này trên thị trường thì anh em rất là thích, rất là ưa chuộng luôn. Đó, anh em làm những cây bonsai mini anh em ghép tùng kim cương nữ hoàng này vô thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, lá nó nhặt, cực kỳ nhặt. Đó, đó là hai điểm khác nhau giữa tùng kim cương nữ hoàng và tùng kim cương mỡ gà nha các bạn. Đó, các bạn có nhu cầu mua cây giống tùng kim cương nào thì cứ vào kênh của mình xem nha. Đó, mình có bán tùng kim cương nữ hoàng, tùng kim cương mỡ gà, tùng kim cương đọt đỏ, tùng quý phi. Đó, hầu như gần hết tất cả các giống tùng hiện nay nha. Đó, anh em xem thấy hay thì cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Anh em có nhu cầu mua cây giống thì cứ alo trực tiếp hoặc là nhắn tin vào Zalo Facebook em nha. Số điện thoại 0979582872. Đó, anh em nào ở gần có thể mình đến tận nơi mình mua cây luôn nha. Em ở Long Tiên, Cà Lậy, Tiền Giang. Đó. Rồi, chào tất cả anh em.